Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng. Chương trình tối nay thứ tư, ngày 27 tháng 9 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Giải pháp cho sự phát triển bền vững các đô thị tại Việt Nam là nội dung được đưa ra tại hội thảo Các thành phố thông minh tổ chức sáng nay. Cách đây 10 năm, Đà Nẵng đã chọn phường Nam Dương, quận Hải Châu triển khai thí điểm đề án phân loại rác thải tại nguồn với nhiều kỳ vọng sẽ được nhân rộng. Mới đây, một số địa phương cũng được chọn thí điểm phân loại rác thải tại nguồn lại một lần nữa vẫn không phát huy được hiệu quả. Trung tâm báo chí phục vụ công tác truyền thông cho tuần lễ cấp cao APEC 2017 đã hoàn thành. Dự kiến cuối tuần này sẽ hoàn thiện tất cả hệ thống cơ sở vật chất bên trong để bàn giao cho Trung ương. Tin thế giới, Nga vừa khẳng định có bằng chứng về việc những kẻ khủng bố đã sử dụng chất độc sarin tại thị trấn Khan Kaikoun của Syria hồi tháng 4 vừa qua. Bây giờ là nội dung chương trình. Thưa quý vị, chiều nay, Ban tổ chức Thành ủy Đà Nẵng tổ chức lễ bế giảng lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng cho Bí thư, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy phường xã. Diễn ra từ ngày 26 đến ngày 27 tháng 9 năm 2017, đây là lớp bồi dưỡng kiến thức kỹ năng đầu tiên được Ban tổ chức Thành ủy tổ chức dành cho Bí thư, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy các phường xã trên địa bàn thành phố. 112 học viên tham gia lớp tập huấn đợt này được phổ biến nhiều chuyên đề với nội dung liên quan đến nhận thức vai trò của người lãnh đạo, kỹ năng thuyết trình, tổ chức điều hành cuộc họp, kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định công tác dân vận và quy chế dân chủ cơ sở. Thông qua lớp tập huấn nhằm giúp các bí thư, phó bí thư thường trực Đảng ủy phường xã vận dụng hiệu quả, sáng tạo các kiến thức kỹ năng được học để đưa ra giải pháp phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương. Thường trực Hội đồng Nhân dân quận Hải Châu vừa thực hiện chức năng giám sát việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tự nguyện đối với bảo hiểm xã hội quận Hải Châu. Qua giám sát cho thấy, hiện bảo hiểm xã hội quận Hải Châu phục vụ hơn 3.000 đơn vị với trên 47.000 người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc, chiếm khoảng 21% toàn thành phố. Đến cuối tháng 8, bảo hiểm xã hội quận Hải Châu thu 580 tỷ đồng, đạt trên 61% kế hoạch. Tổng chi bảo hiểm xã hội cùng thời điểm này trên 628 tỷ đồng. Thanh toán khám chữa bệnh bảo hiểm y tế 58 tỷ đồng. Từ đầu năm đến nay, bảo hiểm xã hội quận đã khai thác mới 243 đơn vị với trên 1.400 lao động. Khó khăn lớn nhất hiện nay là tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế vẫn diễn biến phức tạp. Độ bao phủ bảo hiểm xã hội chỉ đạt trên 96%. Việt Nam đang đối diện với nhiều thách thức xuất phát từ việc bùng nổ đô thị và tốc độ đô thị hóa chóng mặt trên toàn quốc. Giải pháp cho sự phát triển bền vững các đô thị tại Việt Nam là nội dung được đưa ra tại hội thảo Các thành phố thông minh tổ chức sáng nay. Việt Nam hiện có gần 800 đô thị trên toàn quốc, tuy nhiên chỉ số cạnh tranh của cơ sở hạ tầng giao thông Việt Nam giai đoạn 2015-2016 chỉ đứng ở vị trí 67 trên 138 nước. Quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh chóng, dẫn đến bùng nổ dân số, ùn tắc giao thông ngày càng nghiêm trọng. Nhu cầu ứng dụng giao thông thông minh trong phát triển giao thông đô thị Việt Nam ngày càng lớn như thu phí điện tử vào nội đô, thanh toán điện tử dịch vụ đỗ xe công cộng. Vì vậy, Bộ Giao thông Vận tải tính tới sẽ xây dựng khung tiêu chuẩn quốc gia về ứng dụng giao thông thông minh tại các đô thị. Đại diện Bộ Xây dựng cũng đưa ra đề xuất lộ trình phát triển đô thị thông minh tại Việt Nam như xây dựng nền tảng cơ sở dữ liệu đô thị hợp nhất liên ngành xây dựng đất đai giao thông trên cơ sở quy định thống nhất của Luật Quản lý Phát triển Đô thị, đẩy mạnh thực hiện chính phủ điện tử, đổi mới tư duy quản trị đô thị, lập báo cáo thường niên quốc gia về phát triển đô thị thông minh. Tính đến tháng 9 năm 2017, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có 17.200 doanh nghiệp đang hoạt động hoàn thành đăng ký nộp thuế điện tử, đạt tỷ lệ 98%. Chứng từ nộp thuế điện tử đạt 71,6%, nộp vào ngân sách nhà nước bằng phương thức điện tử đạt 54,8%. Để hoàn thành mục tiêu tối thiểu 95% doanh nghiệp thực hiện nộp thuế điện tử của Tổng cục Thuế, ngành thuế Đà Nẵng đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp cụ thể để hoàn thành mục tiêu của toàn ngành.
Tính đến thời điểm hiện tại, Tổng cục Thuế đã thực hiện ký kết thỏa thuận triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử với hơn 40 ngân hàng thương mại trên cả nước. Người nộp thuế xem chi tiết tại trang thông tin điện tử Cục Thuế danang.gdt.gov.vn hoặc website http://nộpthue.gdt.gov.vn. Một trong những khó khăn lớn của cộng đồng doanh nghiệp hiện nay là vướng các khoản nợ khó đòi, tức là nợ xấu. Thực tế thì nhiều doanh nghiệp đã mất khả năng thanh toán, phá sản, thậm chí bỏ trốn. Nhưng khi chủ nợ khởi kiện ra tòa thì gặp nhiều vướng mắc và không thu hồi được nợ. Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Đà Nẵng, tính đến nay, tổng nợ xấu của các doanh nghiệp trên địa bàn là 1.100 tỷ đồng, chiếm 1,08% trên tổng dư nợ. Đây cũng chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, khi thực tế cho thấy, bên cạnh các khoản nợ ngân hàng, nhiều doanh nghiệp đang bị bao vây bởi các khoản nợ thuế, nợ bảo hiểm, đặc biệt là nợ dây dưa lẫn nhau. Trong khi đó, công tác xử lý nợ xấu còn nhiều bất cập hạn chế, có những vụ án kéo dài gây ảnh hưởng đến hoạt động của các doanh nghiệp. Nhiều tài sản khi xử lý được thì đã mất giá trị. Thưa quý vị, cách đây 10 năm, Đà Nẵng đã chọn phường Nam Dương, quận Hải Châu triển khai thí điểm đề án phân loại rác thải tại nguồn với nhiều kỳ vọng sẽ được nhân rộng. Thế nhưng vì quy trình thực hiện thu gom thiếu một quy trình khép kín và làm không đến nơi đến chốn, nên đề án đã nhanh chóng khép lại rồi chìm vào quên lãng. Mới đây thì một số địa phương cũng được chọn điểm phân loại rác thải tại nguồn, nhưng xem ra lại một lần nữa vẫn không phát huy được hiệu quả. Đây là nhà số 2, chung cư Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, có 69 hộ dân. Dưới tầng 1, hai bên lối ra vào chung cư đã được đặt thùng rác tái chế gồm nhiều ngăn, mỗi ngăn tương ứng với một loại rác. Theo nhà trưởng chung cư này, mô hình đã triển khai hơn 2 tháng nay, nhưng lượng rác bỏ vào đây rất ít. Nhưng mỗi lần bán thì khoảng được 50.000, là được khoảng 4 lần nữa. Tại vì nói chung dân ở đây họ cũng khổ, cho nên họ, ví dụ họ có một cái lon bia họ uống, họ để cho con để bán cái 50.000 đồ ăn sáng đồ, cho nên họ cũng thể cho vào tập thể được. Nằm trong khuôn khổ dự án nâng cao nhận thức của người dân về thu gom và phân loại rác thải tại nhà do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc KOICA tài trợ. Cách đây 2 tháng, Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Xã hội thành phố phối hợp với tình nguyện viên KOICA tổ chức chương trình tập huấn phân loại rác thải tại hộ gia đình cho người dân chung cư, đồng thời tặng 2 thùng rác tái chế này. Theo đó, người dân phân loại rác thành 3 loại chính tại nhà. Rác tái chế gồm giấy báo, nhựa ni lông, lon hộp thiết, thủy tinh. Rác thực phẩm gồm thức ăn thừa và rác rau củ quả, tôm cá thịt, lúa gạo sống và các loại rác khác. Riêng túi đựng rác tái chế tiếp tục phân loại lần 2 tại vị trí đặt thùng rác tái chế của khu dân cư theo 4 loại: rác tái chế nhựa, ni lông, giấy báo, lon, hộp thiết và thủy tinh. Song kết quả không như kỳ vọng. Không hiệu quả gì đâu, không bảo đỡ đó. Cái ngưỡng cái thức cái tiền còn lạc vào cái chữ này, không bỏ là chơi nhựa ra cho nhựa. Giấy ra giấy, còn người thậm chí là không bỏ, họ đã không bỏ mà họ bỏ rồi trời ơi vô không, hành này vô đó, thậm chí còn có rót cái nước nhúa nữa, có thể mấy lần mà, vì là tôi tưởng biết, cái cũng này vô đó. Tại khu dân cư tổ 58 phường Chính Gián, quận Thanh Khê, mô hình này cũng được áp dụng từ 2 tháng nay, song việc triển khai gặp nhiều khó khăn, không ai muốn đặt thùng rác trước nhà mình, cuối cùng phải đặt vào giữa công viên này. Để bỏ rác thải vào đây, người dân phải đi vào công viên, rất bất tiện nên ít ai mặn mà. Dân đây thì họ cũng rất là họ cũng không thích bỏ đây lắm. Vì họ đồ ni lông đồ họ để họ bán ra ngoài chứ bỏ vô đây họ mới. Hay là lon đồ họ bán cho phế liệu chứ họ bán gì đã bỏ gì vô đây. Bỏ giữa này đi vô tôi thấy như cây cấu đi vô lội qua lội lại thì cũng hư hết không được. Người dân tổ 58 này chủ yếu là cán bộ hưu trí, vì triển khai các chủ trương mô hình hay đều được hưởng ứng tích cực. Riêng mô hình phân loại rác tại nguồn theo thùng rác tái chế này chưa được người dân nhiệt tình hưởng ứng.
Thì một số bà con cũng gần gần với cái tiếp giáp với cái thùng này á, cũng có ra để mà bỏ vô. Còn có số bà con mà nó ở xa thì thật sự mà nói thì không có, không có. Cho nên cái lượng mà cái doanh thu của cái về cái tái chế rác thải này á, thì nó cũng không được gọi là thuận lợi cho lắm. Được biết, trong khuôn khổ dự án quản lý chất thải rắn nhằm thúc đẩy việc phân loại và tái chế tại thành phố Đà Nẵng do JICA tài trợ, Đà Nẵng cũng sẽ triển khai thí điểm phân loại rác thải tại nguồn ở hai phường Thuận Phước và Thạch Thang, quận Hải Châu. Tuy nhiên, nếu vẫn theo cách làm cũ, việc phân loại rác thải tại nguồn ở Đà Nẵng sẽ khó thành công và mãi chỉ dừng lại ở mô hình thí điểm. Tổng cục Đường bộ Việt Nam giao Cục Quản lý Đường bộ 2 khẩn trương sửa chữa quốc lộ 12C đường Hồ Chí Minh qua hai tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình. Sở Giao thông Vận tải Nghệ An sửa chữa tuyến quốc lộ 48D do ảnh hưởng của cơn bão số 10 gây ra để bảo đảm giao thông và bền vững kết cấu công trình. Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu Cục Quản lý Đường bộ 2 khẩn trương thực hiện công tác đảm bảo giao thông, hốc đất đá sạt lở từ ta luy dương, giải phóng cây đổ ra đường, khơi thông ngay các vị trí tắc cống rãnh để kịp thời thoát nước, không để tình trạng mặt đường bị ngập úng, nước chảy tràn qua mặt đường. Kinh phí sửa chữa quốc lộ 12C đường Hồ Chí Minh, tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình ước tính khoảng 3.800.000.000 đồng. Cùng với đó, kinh phí ước tính 2.700.000.000 đồng khắc phục giao thông bước 1 tuyến quốc lộ 48D tỉnh Nghệ An. Theo thông tin mới nhất của các nhà cung cấp dịch vụ Internet tại Việt Nam, tới hết tháng 9, sự cố trên cả hai tuyến cáp quang biển quốc tế là AAG và IA sẽ được khôi phục hoàn toàn. Cụ thể, sự cố trên tuyến cáp AAG trên nhánh SLI hướng Việt Nam - Hồng Kông đã được khôi phục xong vào lúc 2 giờ 40 phút ngày 25 tháng 9. Trong khi đó, với nhánh S2 hướng Hồng Kông - Philippines, mối hàng đầu tiên dự kiến được thực hiện vào ngày 27 tháng 9 và mối hàng cuối cùng sẽ được hoàn tất vào ngày 29 tháng 9. Thưa quý vị, theo sách trắng Công nghệ thông tin truyền thông Việt Nam năm 2017 do Bộ Thông tin truyền thông phát hành, thu nhập bình quân của lao động ngành phần mềm năm 2016 ước khoảng 6.849 đô la Mỹ, tương đương hơn 153,7 triệu đồng một người một năm. Đáng chú ý, nếu chia bình quân, mỗi tháng người lao động ngành phần mềm nhận 12.800.000 đồng một người. Cũng theo sách trắng Công nghệ thông tin Việt Nam, năm 2017, thu nhập bình quân của lao động làm trong lĩnh vực phần mềm cứng điện tử năm 2016 ước đạt 3.866 đô la Mỹ một người một năm, tương đương khoảng 86 triệu 800 ngàn đồng một người một năm, khoảng 7,23 triệu đồng một tháng, tăng hơn 35,2% so với năm 2015. Hiện tổng số nhân lực trong ngành công nghiệp công nghệ thông tin năm 2016 ước tính là 780.928 lao động, tăng hơn 8,2% so với năm 2015. Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở giáo dục và đào tạo chỉ đạo thành lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh liên quan đến hoạt động giáo dục và đào tạo. Cụ thể, các địa phương thông báo công khai số điện thoại đường dây nóng và địa chỉ thư điện tử để tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân liên quan đến hoạt động giáo dục và đào tạo trên địa bàn, bố trí cán bộ tiếp nhận thông tin phản ánh qua đường dây nóng, chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan để xử lý, trả lời phản ánh, kiến nghị của phụ huynh, học sinh và người dân kịp thời, chính xác, đúng quy định. Định kỳ hàng tháng, báo cáo tình hình tiếp nhận xử lý thông tin phản ánh của phụ huynh, học sinh và người dân về các vấn đề liên quan đến hoạt động giáo dục và đào tạo tại địa phương về Bộ Giáo dục và Đào tạo. Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng cho biết, đến nay ngành vẫn chưa nhận được phản ánh nào của phụ huynh về vấn đề lạm thu đầu năm học. Ngay từ hè 2017, Sở đã có công văn gửi các trường học trên địa bàn thành phố siết chặt quản lý các khoản thu đầu năm học, không để nảy sinh các tiêu cực trong việc thu chi. Sở cũng tiếp nhận tất cả các phản ánh của phụ huynh về vấn đề thu chi đầu năm. Nếu phát hiện những trường hợp thu sai quy định, sẽ có hình thức xử lý kỷ luật thích đáng người đứng đầu cơ sở trường học. Trước yêu cầu của chính phủ về công khai chi phí quản lý hệ thống ngành bảo hiểm, mới đây, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có báo cáo về chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.
Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam nhận định, mức chi phí quản lý các loại bảo hiểm trên của Việt Nam ở mức thấp và đảm bảo được giám sát quản lý sử dụng một cách chặt chẽ, hiệu quả, tiết kiệm. Riêng trong năm 2016, chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp là hơn 10.000 tỷ đồng. Chi phí quản lý bảo hiểm 2017 ước gần 12.000 tỷ đồng. Trên địa bàn quận Thanh Khê hiện có khoảng 8.000 hộ kinh doanh cá thể, hàng năm khoảng 600 hộ đăng ký kinh doanh mới. Số doanh nghiệp có từ trên 10 lao động chiếm khoảng 20,55%. Với lực lượng lao động hơn 38.000 người, bình quân 53 người trên một doanh nghiệp. Số doanh nghiệp có từ dưới 10 lao động chiếm khoảng 79,77%, với lực lượng lao động là 16.865 người, bình quân 6 người một doanh nghiệp. Chỉ trong tháng 9 năm 2017 đã có 153 lượt người, trong đó hộ kinh tế cá thể là 87 lượt người, doanh nghiệp là 32 lượt người được giải quyết và giới thiệu việc làm. Từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 7, Hội Từ Thiện và Bảo vệ Quyền Trẻ Em thành phố Đà Nẵng tổ chức cuộc chạy marathon quốc tế vì sự bình yên của trẻ thơ, với mục đích cổ động nâng cao nhận thức của cộng đồng về phòng chống mua bán và xâm hại tình dục trẻ em. Tham gia cuộc chạy có 6 vận động viên nước ngoài và 15 tình nguyện viên trong nước. Trên đường chạy của các vận động viên, xe cổ động phát loa tuyên truyền về phòng chống mua bán xâm hại tình dục trẻ em, những dấu hiệu nhận biết hành vi mua bán xâm hại tình dục trẻ em, vai trò của cộng đồng, gia đình và bản thân trẻ em trong việc cảnh giác, phát hiện, phòng chống các hành vi mua bán xâm hại tình dục trẻ em. Thưa quý vị, sáng nay, Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Quang Cường đã trao quyết định và cắt băng khánh thành Bệnh viện Đa khoa Quốc tế VinMed Đà Nẵng. Đây là bệnh viện thứ tư tại Đà Nẵng được chọn tham gia phục vụ tuần lễ cấp cao APEC. Bệnh viện Đa khoa Quốc tế VinMed có tổng vốn đầu tư hơn 1.200 tỷ đồng với quy mô 222 giường bệnh. Bệnh viện đáp ứng nhu cầu phục vụ hàng ngàn lượt khám và điều trị mỗi năm ở đầy đủ các chuyên khoa lớn như nội, ngoại, sản nhi, trong đó mũi nhọn là hồi sức cấp cứu, can thiệp, tim mạch, chẩn đoán hình ảnh. Đây là một trong 4 cơ sở y tế ở Đà Nẵng được chọn tham gia phục vụ tuần lễ cấp cao APEC 2017 sẽ diễn ra vào tháng 11 trên địa bàn thành phố. Phát biểu tại buổi lễ, giáo sư tiến sĩ Lê Quang Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh, Bệnh viện VinMed Đà Nẵng sẽ cùng 3 bệnh viện khác trên địa bàn chuẩn bị và đáp ứng đầy đủ các điều kiện để thực hiện công tác cấp cứu, khám chữa bệnh, phục vụ cho sự kiện hết sức quan trọng là tuần lễ cấp cao APEC 2017. Bệnh viện này ra đời cũng được kỳ vọng là sẽ góp phần giảm tải cho các bệnh viện công lập trên địa bàn, giúp người dân không phải vượt tuyến hoặc ra nước ngoài khám chữa bệnh. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay, Trung tâm Báo chí phục vụ công tác truyền thông cho tuần lễ cấp cao APEC 2017 đã hoàn thành. Dự kiến cuối tháng này sẽ hoàn thiện tất cả hệ thống cơ sở vật chất bên trong để bàn giao cho Trung ương. Trong đó, khu vực phục vụ báo chí được chia làm 3 khu. Tầng 1 gồm khu vực sảnh chính, khu làm việc chung cho phóng viên, khu vực làm việc riêng của các cơ quan báo chí. Tầng 2 gồm phòng trực điều hành hoạt động của phóng viên và các phòng phục vụ hậu cần. Tầng 3 gồm phòng họp báo, phòng thư ký, văn kiện. Theo thiết kế, khu làm việc chung cho phóng viên có diện tích 14.000 m2, có thể đảm bảo cho khoảng 1.000 phóng viên làm việc cùng lúc. Về cái phương án mà điện thì hiện nay là toàn bộ cái phần điện là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Điện lực Đà Nẵng là sẽ phụ trách. Thì về cái phương án thì đã sử dụng là toàn sẽ có cái máy phát điện dự phòng, có cái bộ lưu điện UPS là sẽ đảm bảo là phục vụ điện là liên tục, không có bị ngắt đoạn. Về mạng là có bên bưu điện Trung ương, Viettel và VNPT là sẽ chịu trách nhiệm về cái phần mạng. Dự kiến Trung tâm Báo chí phục vụ công tác truyền thông cho tuần lễ cấp cao APEC 2017 sẽ chính thức hoạt động kể từ ngày 3 tháng 11 tới. Theo đó, các phóng viên, nhà báo có thể tác nghiệp tại trung tâm sẽ được sử dụng nhiều dịch vụ miễn phí tại đây như mạng Internet, trang thiết bị văn phòng cơ bản, tín hiệu hình, tiếng, khai thác ảnh, v.v. Theo ban tổ chức, các phóng viên có nhu cầu tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí APEC phải đăng ký online trên website APEC 2017 tại địa chỉ www.apec2017.vn.
Thời gian đăng ký đến hết ngày 25 tháng 10 năm 2017. Thưa quý vị, bên cạnh hệ thống cơ sở vật chất thì các phương án về an ninh trật tự phục vụ cho trung tâm báo chí APEC cũng sẽ được lên chặt chẽ nhằm đảm bảo tốt nhất cho các phóng viên nhà báo tác nghiệp tại sự kiện. Chương trình xin được tiếp tục với phần tin quốc tế. Thưa quý vị, mặc dù đã có những phát ngôn gây leo thang căng thẳng giữa Mỹ và Triều Tiên gần đây, nhưng Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis ngày hôm qua khẳng định Washington vẫn muốn một giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng hạt nhân Triều Tiên. Bộ trưởng Mattis nêu rõ, Mỹ duy trì khả năng ngăn chặn các mối đe dọa nguy hiểm nhất từ Triều Tiên, nhưng cũng hỗ trợ các nhà ngoại giao Mỹ để giữ vấn đề này luôn nằm trong khuôn khổ ngoại giao lâu nhất có thể. Ông Mattis cũng cho biết Washington đánh giá cao nỗ lực của quốc tế trong việc gia tăng sức ép với Triều Tiên. Cùng ngày, Trung Quốc cũng lên tiếng kêu gọi cả Mỹ và Triều Tiên cùng kiềm chế, tránh để leo thang căng thẳng, đồng thời cảnh báo hai bên không nên sử dụng biện pháp quân sự. Trong khi đó, phát biểu trong phiên điều trần trước Ủy ban Quân lực Thượng viện Mỹ ngày hôm qua, tướng Joseph Dunford, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ khẳng định chưa chứng kiến có bất kỳ sự thay đổi bất thường nào về hiện trạng quân sự của Triều Tiên, cho dù hiện nay đang có những biến động chính trị. Trong bối cảnh căng thẳng giữa Bình Nhưỡng và Washington ngày một leo thang, người dân Hàn Quốc đang lên kế hoạch tích trữ nhiều yếu phẩm nhằm tự phòng vệ khi xảy ra tình huống khẩn cấp. Các video hướng dẫn chuẩn bị túi sinh tồn nhấn mạnh đến tầm quan trọng của dụng cụ sơ cứu khẩn cấp, mặt nạ phòng độc, lương khô, quần áo ấm và nước. Ngoài ra, bộ dụng cụ sinh tồn còn gồm túi ngủ và máy phát radio cầm tay. Một số ý kiến nói rằng những video này hữu ích trong việc giáo dục người dân về những việc cần làm trong trường hợp chiến tranh xảy ra. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng việc chuẩn bị đó không thực sự cần thiết nếu họ bị tấn công bằng bom hạt nhân. Trong khi căng thẳng giữa Mỹ và Triều Tiên vẫn tiếp tục leo thang, Bộ Nội vụ và An toàn Hàn Quốc khuyên người dân nên chuẩn bị ít nhất một dụng cụ sinh tồn cho gia đình, thứ giúp họ cầm cự trong ít nhất 72 giờ. Liên quan tình hình Syria, Nga vừa khẳng định có bằng chứng về việc những kẻ khủng bố đã sử dụng chất độc sarin tại thị trấn Khan Sheikhoun của Syria hồi tháng 4 vừa qua. Thông tin này được đưa ra ngày hôm qua bởi ông Mikhail Ulyanov, vụ trưởng phụ trách kiểm soát vũ khí và không phổ biến hạt nhân thuộc Bộ Ngoại giao Nga. Theo ông Ulyanov, Moscow có nhiều bằng chứng cho thấy những kẻ khủng bố đã cho nổ bom chứa chất độc hóa học sarin với mục đích khiêu khích và Nga đang theo dõi chặt chẽ tình hình. Dự kiến, nhóm cơ chế điều tra chung của OPCVK và Liên Hợp Quốc sẽ công bố báo cáo điều tra về Khan Sheikhoun và căn cứ không quân Sarat vào tháng 10 tới. Các máy bay ném bom chiến lược Tu-95 của Nga ngày hôm qua đã phóng tên lửa hành trình vào các mục tiêu của tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo IS tự xưng tại các tỉnh Deir-Anzur và Idlib của Syria. Hãng thông tấn RIA dẫn nguồn tin Bộ Quốc phòng Nga cho biết các cuộc không kích được tiến hành tại một khoảng cách an toàn với các lực lượng đặc nhiệm Mỹ và các lực lượng được Mỹ hậu thuẫn ở Syria. Tại các tỉnh miền đông Syria, IS đang phải đối đầu với hai cuộc tấn công riêng biệt. Một bên do phiến quân lực lượng dân chủ Syria do Mỹ hậu thuẫn tiến hành, bên còn lại được thực hiện bởi quân đội Syria và đồng minh. Tiếp theo là chùm tin về các hoạt động đối phó thiên tai tại một số quốc gia trên thế giới. Tại hòn đảo thiên đường Bali, Indonesia, hơn 75.000 người đã phải sơ tán do lo ngại ngọn núi lửa Agung có thể phun trào trở lại lần đầu tiên sau 5 thập kỷ. Nhiều xe chở lương thực, thực phẩm, mặt nạ và các vật dụng thiết yếu cũng đã được chuyển đến để giúp đỡ những người dân sơ tán. Cùng ngày, giới chức Vanuatu cho biết hơn 6.000 người đã được sơ tán đến những địa điểm trú ẩn khẩn cấp trên đảo Ambe ở Nam Thái Bình Dương do núi lửa Manaro có nguy cơ phun trào. Các nhà chức trách đã thiết lập 15 địa điểm trú ẩn khẩn cấp. Nhưng đợt sơ tán với quy mô lớn nhất này đang làm cạn kiệt các nguồn cung thực phẩm và nước uống. Trong khi đó, hai quốc gia khác nằm trong vành đai lửa Thái Bình Dương là Tonga và Fiji đang phải hứng chịu một trận động đất mạnh 6,4 độ Richter. Trận động đất đã làm rung chuyển miền Nam Tonga và Fiji, song không có cảnh báo sóng thần trên diện rộng, hiện chưa có báo cáo về thương vong hay thiệt hại nào. Nhiều
Những thông tin quốc tế vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào tạm biệt.